như bình thường. Để ra để tôi mở cái stack bleed của tôi ra. À, thầy Đạt vừa kêu là thấy có cái link để hướng dẫn sinh viên làm đẩy cái code, tức là code ở trên máy của mình, xong rồi đẩy đẩy lên hosting, đẩy lên triển khai ở trên cái trên trên cái Firebase Cloud. Thì tôi sẽ xin link đấy, tôi gửi cho các bạn để các bạn làm cho nó tiện. Thì chúng ta hoàn toàn thể tải code ở trên cái phần phần Stack Blitz này vậy. Firebase cái gì đây? Ở đây đây. Deploy Production Version này. Đấy. Cái phết đây. Rồi ok. Cái gì đây? Sao này chống hơi chống hoang này. Sao của tôi lại trông như này nhỉ? Là mấy bạn dùng ba bài của thầy rồi. Chắc thầy bị ấy dữ liệu rồi thầy ạ. À, đẩy lên thì bị sửa có gì đâu. Để tôi xem lại cái routing. App module. Mock API. Cái này cái thì thứ nào mà dữ liệu của tôi sẽ hết nó. Những cái bạn đấy sẽ bị trừ điểm. Yên tâm. Không thoát được đâu. Project của mình có thì tài khoản của mình có thì chẳng dùng. Nó thích dùng của chùa. Rồi ok. Bây giờ reload lại nó sẽ ra dữ liệu khác. Rồi. Được chưa? Tạo mới. Rồi nhá. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái phần là validate dữ liệu. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta vào angular.io vào doc. Nó sẽ có cái phần fundamental này, nó có phần form. Đây form validation này. Được chưa? Các bạn có nhìn thấy gì không? Form validate. Đấy. Chúng ta có template driven validation hoặc là reactive form validation. Thì hiện tại chúng ta đang sử dụng là sử dụng cái reactive form đúng không? Do đó ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng luôn cái validator function này để quên nhầm reactive form validation này để tiến hành validate dữ liệu cho cái bài tập của mình. Thì ở trong cái phần reactive form validation này nó có hai cái, một cái là validator function. Nó có hai loại, chia làm hai loại gồm là sin validator và async validator. Sin validator nó là những cái việc mà chúng ta kiểm tra cái dữ liệu ở trong cái form của mình. Tuy nhiên nó cái đấy nó chỉ kiểm tra về kiểu dạng cú pháp thôi. Ví dụ em để mong muốn cái name của em là chữ thì yêu cầu trong tên thì chẳng có ai viết số vào đúng không? Trong họ và tên ấy chẳng có ai viết số vào cả. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ kiểm tra luôn, nếu mà người ta gõ một số vào một cái là bị lỗi luôn, báo lỗi luôn. Được chưa? Thì cái đấy nó sẽ phản ứng với cái việc validate đấy, nó sẽ phản ứng ngay lập tức với cái dữ liệu mà chúng ta đang nhập ở trên form và nó không cần phải gọi API gì để check cả. Tuy nhiên với thằng async thì khác, async thì khác. Async ví dụ như nó là những cái validate như thế nào? Ví dụ như là dạ quên nhầm, chưa quay màn hình. À quay rồi. Async thì nó là những cái mà cần phải gửi request lên server. Ví dụ các bạn có hai cái hotel, các bạn làm cái màn hình tạo hoặc sửa hotel. Tuy nhiên là chúng ta đặt tên khách sạn mới nó bị trùng tên với khách sạn cũ. Thì theo lý thuyết thì là không thể có thể có để cái chuyện đấy xảy ra được đúng không? Bởi vì khi đăng ký kinh doanh và khi đặt tên cửa hàng hay là tên các doanh nghiệp thì người ta thường thường là sẽ tên doanh nghiệp là duy nhất. Khác nhau một chữ nó cũng đã là duy nhất rồi. Được chưa? Ví dụ như Thiện TH với lại Thiện TH1 đã là hai cái khách sạn hoàn toàn khác nhau rồi. Được chưa? Do đó là khi mà chúng ta sử dụng cái kiểm tra tên ấy thì chúng ta phải gửi một cái request lên server. Gửi cái request lên server xem kiểm tra xem là đã có cái tên đấy được đăng ký hay chưa. Nếu mà có rồi thì chúng ta sẽ báo lỗi, còn nếu mà chưa có thì chúng ta cho phép họ dùng. Thì đấy là async.
async này thì chúng ta tiến hành là nó khác so với thằng ở trên á, ở một chỗ đó là chúng ta sẽ tiến hành là gửi một request lên trên server để kiểm tra, thế thôi. Nóng quá. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có những cái thứ gọi là built-in validator. Các bạn có hiểu chữ built-in này nghĩa là gì không? Hả? Có hiểu built-in này nghĩa là gì không? Tôi kéo lùi cái rèm xuống cho đỡ chói. Sao? Đó. Có bạn nào hiểu cái chữ và giải thích cho tôi được cái chữ build-in không? Build-in nghĩa là gì? Nó được xây dựng sẵn rồi. Đúng rồi. Là những cái validator hay những cái hàm đã được dựng sẵn ở trong project của mình rồi. Mình chỉ việc mang ra mình dùng thôi, chứ mình không phải định nghĩa nữa. Được chưa? Hoặc thì đây trong này nó có những cái validator nó được build-in này, requirement length này, forbidden name validator, cái này là do cái này tôi cũng chẳng biết là build-in hay không, để tí check. Được chưa? Validator require này, được chưa? Thì ví dụ như là validator.require, validator.min length này, nó là chính là những cái build-in. Được chưa? Tức là khi mà chúng ta tiến hành dùng là nó đã có sẵn ở trong cái Angular rồi, chúng ta không phải viết lại cái đấy nữa. Hoặc chúng ta có thể chọn phương án thứ hai là write your own validator function. Nó như này. Đây, write your own validator function. Thì chúng ta tạo ra cái export ra một cái function validator như này và chúng ta sẽ return true hoặc false. Được chưa? Chúng ta sẽ tiến hành return true hoặc false để làm gì? Để chúng ta có thể là tự định nghĩa ra các cái validator validate của mình để mình sử dụng. Được chưa? Thì đấy là hai cái khác nhau. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái thứ đơn giản trước. Được chưa? Chúng ta sẽ làm những cái thứ đơn giản trước, ví dụ validate về tên hay là tên khách sạn đi, để chúng ta làm những cái thứ đơn giản đã, sau đó chúng ta sẽ nâng cao lên. Được chưa? Thì chúng ta tiến hành là mở cái project ở trên cái mốc ở trên cái stack blitz này ra. Được chưa? Chúng ta vào cái hotel form component.ts. Được chưa? Ở trong này chúng ta có cái field là name này, chúng ta mở ra đi, mở bài của mình ra đi. Được chưa các bạn? Mở bài đi. Thì ở trong cái name new form control này thì thằng validator ấy là nó đã có sẵn ở trong phần form control rồi. Do đó bây giờ chúng ta chỉ việc là lôi nó vào trong, import nó vào trong này. Sau đó chúng ta sử dụng thôi. Ví dụ ở đây tôi viết thêm là validator. Đây validator đây. Validator nào nhỉ? Validator này. Dạ, chúng ta import thêm thằng validator từ cái thằng Angular form này vào. À, validator SC, không phải là validator này. Validator. Được chưa? Add vào đi. Xong rồi sau đó nếu tôi muốn validate cho cái field name này thì ở đây tôi phẩy một cái và tôi nhận một cái mảng ở trong này. Thì ra nhận một cái mảng ở trong này. Tiếp theo tôi có validator.require phải validator chấm để cho các bạn xem nhìn trong này nó có cái gì này. Min length, max length, null require. Đấy. Chúng ta có min length, để min length là 4 đi. Dạ. Validator chấm max length bằng 20, min length, max length là 20, 4 và 20. Tạm thời dừng ở đấy để chúng ta có thể code tiếp cái đoạn khác.
Đến đây chưa các bạn ơi? Được chưa? Không nhỉ? Xong rồi cái rồi ạ. Ok. Tiếp tục này. Ở trong này nó còn có thêm một cái đoạn hướng dẫn là chúng ta có cái hàm get name này. Bạn thấy không? Get name này để nó, cái này là bắt buộc phải có nhé, không có nó không chạy đâu. Để nó lấy ra được cái thông số mà khi mà chúng ta nhận vào trong cái, chúng ta gõ vào trong cái những cái field của chúng ta. Được chưa? Bây giờ copy cái này. Copy cái này, vứt vào đây. Vứt vào dưới chân nó. Từ đây chúng ta có thủ tính name, chúng ta để đây là get name. Được chưa? Return this chấm hotel form chấm get name như này. Chúng ta có bao nhiêu field phải điền dữ liệu thì chúng ta có bằng đấy cái get như vậy. Dạ. Sao không làm theo cái form group ấy thật? Chỉ cần viết một cái hàm đấy rồi. Hàm nào? Cái get này này. Đây á. À? Vâng đấy. Đâu? Nhóm nó hết vào một thằng xong ở cuối gọi nó ra là được mà. Đâu 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 đâu, chỗ nào? Tôi viết chỗ em nào? Xem màn hình nhé. Nó không giống đây. Đây gì? À không phải. Dùng cái form builder cơ. Ờ. Đây là đang dùng reactive form mà. Rồi các em xem màn hình đi xem nào. Đã ngồi cạnh cửa sổ nóng thích này oi lắm thì sao lại đào đàm trọng khang cho em vào nhầm nick rồi đây này đâu dùng cái form builder đây form builder cái new class này là cái object cái form ấy này đây này từ từ ra nha. New form group vẫn như bình thường này. Rồi ok. Hiểu rồi. Xong ở dưới. Ở dưới em có một cái new class bằng form builder. Nhóm vào. Vâng. Cái này nó có phải sao cần đơn đúng không? Nhưng mà không cần phải hai cái như vậy. Chỉ cần một phát form builder luôn. Ok. Được rồi. Cái này các em tự tìm hiểu thì thôi nhá, các em cứ dùng thoải mái, nhưng mà bởi vì các bạn trong lớp các bạn ấy cần phải hiểu, đúng chưa? Cần phải hiểu và làm từ từ, cho nên là tôi vẫn hướng dẫn theo cách hướng dẫn như này, cho nên cứ thong thả, đúng chưa? Bạn nào dùng được cách khác cứ dùng càng tốt nhá. Rồi ok, tiếp tục này. Được. Tiếp tục chúng ta đang validate cho một thằng là thằng name mấy này. À, thấy rồi xem là mặt thấy gì? À quên chưa share. Trên màn hình của rồi, rồi đây. Chưa đây. Cái form builder kia các bạn tự tìm hiểu đấy. Chứ chúng ta đang dùng những cái cơ bản nhất thôi. Để sau này chúng ta còn kiểm tra thi cử thì không thể nào mà đi theo các bạn ấy được. Kệ chúng nó, đường chúng nó đi, còn đường chúng ta cứ đi. Được chưa? Ở đây chúng ta có name này. Chúng ta validate cho cái thằng name này bằng một cái mảng ở đằng sau của cái giá trị mặc định của cái form control này. Chúng ta set các cái rule, cái những cái này như chúng tôi gọi là rule nhá, là những cái luật mà thằng name này phải áp dụng. Ví dụ như validator.require là bắt buộc phải nhập dữ liệu vào, validator.minlang 4 thì là ít nhất ký số lượng ký tự của nó phải bằng 4. Xuống 3, số lượng ký tự còn 3 là lỗi. Tiếp theo validator.maxlang ngược lại như vậy. Tối đa chỉ được đến 20 thôi. Quá số đấy không được, được chưa? Sau đó chúng ta có get name. Được chưa? Rồi ok, xong. Xong đến đây. Chúng ta sẽ tiếp tục xuống dưới. Rồi. Đây chúng ta tiếp tục xuống dưới này. Chúng ta sẽ có là ở ngoài cái file HTML ấy. Ở ngoài file HTML. Đây rồi, ở ngoài file HTML. Chúng ta có cái div này. Chúng ta có cái div này. Bây giờ tôi sẽ giải thích cái mớ này cho các bạn. Đầu tiên là cái div sao ng-if name.invalid.
Được chưa? Khi mà chúng ta có name.invalid, tức là cái dữ liệu chúng ta điền vào cái input có form control name này, nó đang bị vi phạm một trong ba cái kia. Được chưa? Vi phạm một cái rule nào đấy. Sau đó là và name.dirty và name.touch. Name.dirty là gì? Name.dirty tức là chúng ta đã từng thay đổi giá trị của cái thẻ input này rồi. Từng thay đổi là sao? Ví dụ khi mà các bạn tạo mới thì cái dữ liệu ở trong cái thẻ input name này thì nó đang bằng rỗng. Chúng ta thay đổi đi, chúng ta thêm một ký tự vào rồi chúng ta xóa đi, nó vẫn là dirty. Được chưa? Giống như kiểu tờ giấy trắng vậy mà không dùng bút xóa, không xóa vào nó cũng là dirty rồi. Được chưa? Hoặc name.touch. Touch là chúng ta đã từng focus vào trong cái thẻ đấy. Kể cả, tức là chúng ta chú kích chuột vào trong cái thẻ input rồi, cũng là đã là thực hiện cái event touch rồi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là deep and deep name error required, thì hiển thị text là name is required. Nếu mà name error min length thì sẽ hiển thị một cái message khác. Được chưa? Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm ở đây. Chúng ta mở giúp tôi cái file HTML của nó ra. Được chưa? Đây chúng ta sẽ viết ở phía dưới của cái form control name này. Bây giờ chúng ta sẽ có deep. Deep có class như nào đấy tôi không rõ, để nguyên đấy thôi. Chúng ta có deep này sẽ hiển thị khi sao ng if. Dạ, sao ng if là name chấm invalid. Dạ, name chấm invalid tức là nó bị lỗi, bị một cái lỗi nào đấy. Tiếp theo và gì nhỉ, name.dirty hoặc name.touch. Vì cái code ở trong cái deep này sẽ được chặn. Tắt đóng rèm và bật quạt, bật đèn. Được chưa? Thì ở dưới này chúng ta sẽ viết cái gì? Chúng ta có deep và dùng thẻ spam được phòng thẻ P cũng được. P sao ng if nếu cái gì? Name error, nếu name.error.require, tức là nó bị vi phạm cái đoạn này, là nếu trong trường hợp cái name này bị vi phạm cái lỗi là lỗi require ở đây, vi phạm lỗi require thì nó sẽ hiển thị cái text là gì ạ? Hãy nhập dữ liệu chưa? Hãy nhập tên khách sạn. Dạ, duplicate thằng này lên 2 lần. Nếu name error bằng min length thì số lượng ký tự tên khách sạn cần lớn hơn 3 ký tự. Tiếp theo là max length. Thì là tên khách sạn không vượt quá 20 ký tự.
Bây giờ các bạn viết cái phần này đi xem có chạy được không. Ngủ rồi. Chờ tí đi rửa mặt cho nên ngủ quá. Có chạy báo lỗi lên không? Có báo. Báo lên này. Kích ra ngoài này. Hãy nhập tên dữ liệu khách sạn này. 1. Đấy chưa? 2. 3. 4 phát hết này. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Không có lỗi này. 21 lỗi luôn này. Đấy chưa? Đấy chưa thím ơi? Rồi ạ. Dễ đúng không? Dễ đúng không? Bây giờ các bạn validate tiếp cho tôi cái phần hotel address này xem là như nào nào. Validate giúp tôi hotel address. Pattern. Tôi thử validate cái logo xem nào. Logo chấm này kìa, thầy đang để nêm chấm. À ừ. Ok. Ôi mẹ rồi. Invalid
logo chấm invalid logo dirty, đúng mẹ rồi, gì sai gì đâu. Có ghét chưa thầy? À ừ, chưa có ghét. Đúng. Được rồi. Biết rồi, thích ra ngoài, đôi này. Trần Thị Loan, Oli. À, được rồi. Miễn là đuôi, là đuôi GPG hoặc là đuôi đuôi định dạng này. Đấy. Đấy, được rồi. Đức 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 ta thầy ơi. Không được biết sao à? Cái đoạn ký tự ở trong chỗ vali nó cái đường dẫn nó là bấm sao cho ra nhanh được thầy. Đây á. Vâng ạ. Cái này tôi đã biết đâu, tôi không nhớ lắm về 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 regex ở trong JS đâu. Các bạn nếu mà muốn tìm hiểu cái này á thì cái đoạn này hình như là kết thúc bằng một trong những cái option nằm trong này. Là kết thúc bằng dấu chấm này cộng với lại một những cái trong những cái đuôi này, đuôi là gif hoặc đuôi gpg. GPE hỏi chấm G tức là GPG hoặc là GPEG, TIFF, PNG, web B, web P hoặc là BPM là những cái đuôi của cái file ảnh ấy. Thường thường là những cái đoạn này chúng ta không rõ, chúng ta đi search cái ra ngay này. Ví dụ như tôi search này. Đây tôi search bằng từ khóa là JS regex validate img file này. Thì nó sẽ check theo cái đuôi extension ấy. Thì nó ra ngay mà. Bởi vì tôi cũng là một thằng khá là dốt về regex. Nhưng mà biết là mình có thể dùng regex để validate được thì mình cứ dùng thôi. Các bạn trong Java có gì regex mà. Đúng không? Chấm lại điểm không thầy ơi? Đó. Chấm lại điểm không? Thầy chấm lại điểm không thầy? Đi nữa. Đây thằng thằng nào có điểm rồi mà đang rảnh quá biết phần này rồi thì vào cái link này giúp tôi. Đây thầy Đạt thì có hướng dẫn deploy cái Angular lên Firebase server. Châm cứu rồi nè. Đây. Nhớ đâu thế?
Ờ, xong vào rồi nhỉ. Đang xem được mà thầy. Ông xem được luôn á. Sao tôi không vào được nhỉ? Mạng thầy SIDA rồi. Thầy rồi, em đang xem bình thường mà thầy. Đấy là tại thầy không thấy video. Mấy thằng ông làm cái phần này đi, hôm sau demo cho tôi với cả lớp nha. Không biết là vậy, bảo mấy anh Thánh làm. Làm đi, không làm thì sẽ trừ điểm của Simon. Thầy trừ mấy điểm? Có mấy thằng được 9-10 này. Đây, Lê Đức Quân là 1 này, Nguyễn Thành Long là 2 này, Lê Mạnh Cường là 3 này, Trần Quang Đạo và Trịnh Hoàng Quân. Đấy, 4 thằng đấy, buổi sau mà không demo được thì sẽ trừ điểm, mỗi thằng trừ 2 điểm. Em đang nghiên cứu validate thầy. Cái gì? Làm sao? Đây này. Đây này, nó có cái deploy Firebase Angular này. Được chưa? Thì các ông theo xem video này và thử làm cái project của mình đẩy lên trên Firebase xem như nào. Đây còn có cả sử dụng hướng dẫn sử dụng NG Bootstrap, các thứ có hết rồi này. Thấy không? Quẩy hết nha. Lão này chịu khó làm video vãi mà không gửi cho mình. Mình mẹ khổ. Gửi thầy lại nhát dần nhá thầy. Hả? Thầy ấy gửi cho thầy cái video của anh Huấn. Huấn nào? Thường làm ở Huấn Văn đó thầy. Có dám tôi trừ lương ngay, láo nháo. Được chưa? Mấy thằng làm xong rồi mà được 8, 9, 10 buổi trước đã chấm rồi, 4, 5 thằng gì đấy. Nghiên cứu cho tôi cái phần đẩy code lên Firebase nha, đẩy cái project lên Firebase. Còn lại các bạn khác làm cho tôi áp. Đây là cách chúng ta áp dụng cái validation vào trong cái project của mình. Được chưa? Thì các bạn làm cái validate vào. Tiếp theo là để tôi ngó xem là có cái phần custom validate. Đây. Xin forbidden name direct directive à? Để xem nào. Tôi sẽ thử tạo một cái thư mục trong này. Thư mục mới này, directive share. Trong thư mục share này tôi sẽ tạo ra một cái directive, đây rồi. Thiện ph trừ validate. Ê. Đó, không tạo được à? Mày. Tạo đi. Cái này nó ra. Nó không cho tạo trong thư mục luôn thầy ạ. Nó bắt tạo ngoài luôn ở app ấy. Công nghiên cứu xong cái video của ông Đạt thì công sẽ không cần phải phụ thuộc vào thằng Stack Blitz này nữa. Khó chịu quá. Thiện TH Valid. Bây giờ tôi sẽ có một cái thiện TH Validate Directive ở đây. Được chưa? Thì trong cái phần này nó hướng dẫn đây này. Chúng ta export cái function forbidden name validate, tức là cái tên file này nhá, à cái tên function này là chính là cái tên validate đấy. Thì đây tôi sẽ copy này ném vào trong này, export function này, hiện th validate này, được chưa? Và trong này tôi sẽ nhận các tham số
Tham số ở đây là gì? Tham số ở đây là regex xp và validation function. Được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành là import. Cái này như regex xp này không cần này. Chúng ta có cái đoạn này. Đây. Value một kiểu dữ liệu là regex. Đây, regex xp này thuộc kiểu là validator function. Này vứt mẹ nó đi, không cần đâu. Bỏ lỗi nhỉ, interface còn chờ tôi chút để tôi xem. Trong có sẽ có cái demo tổng quan. Có luôn mà. Xem nào. Export function forbidden validator name. Validate function return control abstract control. Cái gì đây? E string any null. Đây chúng ta copy cái đoạn này vào. Abstract control key. Đéo hiểu cái gì luôn. Ăn u l 2 react custom validator. Để xem nào. C phòng control. À, cũng dễ nhỉ. Tôi chút này rồi xem nốt cái này sao như nào. Get away. Nhau thì khó hiểu. Tạo ra function này.
Anh cả gì? Anh viết đâu? Chắc chắn hỏi viết đây. Control. À. Min max. À, có chua ở trong. Hiểu hiểu gì? Rồi để tôi tìm cách khác nhé. Các bạn cứ làm validate cho bài của mình đi. Để tôi tìm cách khác rồi tôi xử lý cái này. Em thầy thì cách vừa rồi của thầy á, cái cách đầu tiên á, lúc mà mình vừa mới nhập vào cha mình ấn á, thì vẫn submit được thầy ạ. Thì đã làm gì đâu, tất nhiên là chả submit được. Đây nhá. Thế một thứ gì đúng không thầy? Để cho nó không submit được thì chúng ta làm như sau này. Để xem nó đang lỗi gì đây. Chờ tôi chút, tôi xóa bớt cái này đi ạ. Vâng. Đây, tôi sẽ làm cho nó không submit được nhá. Đây có gì đâu, rất dễ luôn. Chúng ta có cái file HTML đây đúng không? Được chưa?
Bây giờ chúng ta chấm valid này. Được chưa? Rồi chúng ta xem cái bên ngay. Được chưa? Declaration. Điện thế hả? Lỗi bà gì vậy? Xóa rồi mà. Rồi đây. Đây nha. Vẫn lỗi nhưng mà cái nút này chúng ta vẫn bấm được đúng không? Vâng. Thì bây giờ tôi sẽ viết một cái đoạn text ở đây. Hiển thị ra là cái form của chúng ta là tên là gì nhỉ? Form của chúng ta form của chúng ta nó tên là hotel form. Đây. Hotel form chấm valid dùng cái file là boolean gì sẵn này đây tạo mới này đây đăng phone nha đây thì nó là true rồi đúng không? Vâng, tức là chúng ta có hotel chấm valid này là nó sẽ hiển thị ra true phone đúng không? Vâng. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có cái button như sau. Chúng ta có thể là tao ng if yeah. Nếu mà cái hotel form chấm valid đây các bạn thấy mất nút chưa? Rồi ạ. Còn nếu mà không, nếu mà phủ định của cái này thì chúng ta sẽ hiển thị ở đây là cái disable. Đấy, không bấm được. Đây nha, vẫn đang không bấm được nhá. Rồi cái bấm được luôn này. Được chưa? Vâng. Để trong trường hợp các bạn muốn chặn, đây là chặn kiểu dạng như các bạn disable cái nút này đi. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thể làm cách khác nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể làm cách khác như sau. Chẳng phải làm cách này làm gì cho vất vả ra. Tức là tôi đang chỉ cho các bạn cách làm thôi. Ở đây ở trong cái component.ts này chúng ta có cái đoạn gửi đi đúng không? Đây đúng không? Đúng chưa? Nhìn thấy không? Rồi ạ. Rồi. Thì trước cái đoạn này, trước toàn bộ cái đoạn này. Dạ. Chúng ta có nếu this.hotelform.valid thì chúng ta mới làm. Nếu không thì thôi. Đấy. Đấy, vẫn bấm được nhưng có tạo được. Vâng. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể else alert ra dữ liệu đang gặp lỗi. Được chưa? Đây bấm vào này. Đúng không? Chứ vâng. Cách đâu? Được chưa? Rồi ạ. Rồi các bạn áp dụng cái validate này vào trong bài của mình nên để tôi ngó xem cái phần custom validate này nó có mấy cách. Theo cách nào dễ nhất thì làm.
Cái gì? Đúng rồi. Hỏi đi. Em thấy cái đây để em xem anh. Cái gì? Cái nút nút chi tiết của em nó không hiện ra cái detail, nó cứ nhảy sang cái ad school. Đâu? Đây này, chờ một chút. Đây. Đây. Đâu? Chờ một chút. Em gửi cái link demo của em cho tôi xem nào.
Đấy. Em bấm ở trong cái máy của em thì nó lại ra cái Detail School, còn em sang cái Windows khác thì nó lại không được. Lưu chưa? Lưu file chưa? Em lưu rồi ạ. Cái đường dẫn của em để là Detail School này. Để xem nào. Đây đúng không? Bài em đây đúng không? Được ạ. Đâu lâu vậy? Không lát được rồi. Sao mày bài của nó sida vậy? Không biết nó mạng thầy nó. Ừ, lại kêu tại mạng của tôi. Không nhiều lúc tại mạng á thầy ạ. Sida vậy. Quy này hôm qua vào cái mốc IP API không được luôn mà tự nhiên đăng ký mạng 4G dùng lại vào bình thường. Bắt wifi vào không được. Ảo ma thật. Do máy thầy rồi. Chẳng có nhẽ. Mua máy mới thầy ơi. Cho tiền nè. Đang đói kém đây. Vẫn vào được đường link của thầy, đang vào bình thường rồi thầy. Sao nhỉ? Do máy thầy rồi. Thầy đến xe nó nhanh rồi. Đấu thật. Vào Microsoft Edge. Để xem có bớt gì đào. Em load link của bạn nó vẫn load bình thường. Đây đang vào thử xem nó có bớt gì đào không đây. Em đây. Đây, vào rồi. Ừ.
Đâu? Không hiện lúc này á? Cái chi tiết là thế ạ. Bấm thì nó lại đấy. Ra. Đấy. Còn em bấm vào trong cái edit, ở trong cái tức là nó không ra dữ liệu gì. Vâng. Em đặt sai link mẹ rồi còn đâu. Em đặt đúng rồi ạ, cùng detail mà thầy. Nhìn cái link này này. Nhìn link dưới này này, nhìn link dưới chân nhá. Của nó đang là S-School kìa. Thấy không? Chẳng hiểu sao nó lại ra cái link S-School. Em để detail mà. School này. Route the link detail school. Để sửa thử thử thử. Ừ, nó vẫn cứ là S-School. Ừ. Sida ấy đã. Sao nhỉ? Chẳng lẽ lại xóa đi làm lại rồi. Không. Yên. Còn này nó bị cách gì đấy rồi. Bị tâm linh rồi. Đấy là do em không chơi đồ đấy Huy ạ. Em vào máy em vẫn bình thường rồi ạ. Vào máy ở trong cái stack clip thì được, còn sang trang web thì không được. Kẻ nhé Sida là có thật. Rất là S-School. Ờ, đây thì được này. Đấy thôi. Cái này không được thật này. Ơ bà mẹ. Sao thầy lại vào được? Mấy bạn vào link của em cũng không được kìa. Bấm thế cũng không được. Đúng cái này á? Vâng, bấm cái S-School này. À, bấm cái chi tiết này. Không được. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thật. Vui. Nhìn giống thể thiện này. Bà mẹ cái nút này đi rồi. Đấy. Do nút... cái router link ở trên này của em này, do cái nút này này. Anh để chung cái class nó vậy nhỉ. Em xóa cái class đi. Được chưa nào? Chết mẹ luôn, không chạy luôn, nan. À quên nhầm, đây phải swing. Swing vào đây. Đi xuống này. Đây là school này. Đủ má. Xóa vào cái, em xóa vào cái class thì chắc em bị thế một lần, cái class nó chung nhau luôn rồi nó đéo phải. Bọn này bị sao á? À, đây là phải là thẻ A nhỉ. Điên mẹ, nó biết, chỗ thì không biết. Chưa gặp bao giờ. Mình cái cách làm xong rồi đẩy lên trên Firebase á. Ở trong video của ông Đạt có thì em control cái sự code của nó tốt hơn so với thằng StackBlitz này. Chẳng qua tôi đã lỡ nghịch ngu tôi hướng dẫn công theo cái StackBlitz thì tôi phải chịu thôi. Ừ, tải cái StackBlitz về chạy máy nó có lỗi tùm lum hết thầy ơi. Lỗi đâu lỗi. Lỗi mà tải thì tôi chạy bình thường. Không lỗi. Đây thầy xem mỗi em cái. Đâu? Từ đây em xem. Đây rồi.
Mày đã cài thư viện chưa? Cài rồi. Cài lốt module đấy. Gõ lại npm install nè. Không thể nào mà ít như vậy được. Ctrl C đi, bấm đây Ctrl C đi. Hình như là được rồi thì sao? Nó chung cái collab của cái bút chat ấy, hai cái nút button thêm với cả nút chi tiết, nó chung cái collab ấy rồi. Cái gì đấy, thằng kia bị làm sao, nó kéo lùi lên thế nào? Nào chịu Eros kìa, kéo lùi xuống đến quan Eros đi, sao nó bị sao fail gì kìa. Python 2 em nó sao đóng cái đó đi, đừng để mấy ở có nụ có dấu kìa. À đúng rồi, có dấu, có dấu kìa, dấu kìa, chiêu thế chi lần trong... để em chọn tôi với chú khác. Cháu cho ông ui, một cái bộ rách hơn 1 GB, gần 1 GB. Thôi mày tải cái khác về đi cho nhanh đã. Vâng. Đang có nốt module rồi, ông chuyển có mà đến mai. Thôi để em làm lại. Xóa toàn bộ bộ rách đi. Để tôi châm cứu tiếp thoại khác. Các trường ơi. Này có vẻ dễ mà sao mình làm không được. Rồi tạo ra này, tạo ra một cái phương mục mới này. Thầy quay màn hình đi thầy. Vẫn đang quay mà. Em quay rồi. Đâu chuyển xe màn hình xe rồi thế. Em thấy xe. Xe nhưng mà mấy ông phải ghi màu cơ, còn thầy xe lại thì nó mới hiện lên đầu. Các ông check xem không có đuổi tôi ra khỏi phòng không? Như này này. Đây này. Cái nút này nó hiện này. Có hiển thị không? Không ạ, không ạ. À, thế tốt. Bây giờ bọn Google này nó mới update đấy. Trước là sinh viên đuổi giảng viên ra khỏi lớp là chuyện bình thường. Đuổi rồi là tát tiếng hết kiểu là điểm. Ờ. Phát. Đã thôi rồi, cái này từ từ đi. Tôi đang muốn xem cái vụ của ông Đạt xem nó như nào. Có gì hay ho không? Ông ấy gió máy với tôi là cái này kéo được code của Stack Blitz xong rồi đẩy lên trên Firebase. Nhưng nếu được thế thì kiểm soát tốt sẽ rất, code sẽ rất dễ, rất sướng luôn. Chúng ta code ở máy mình xong rồi đẩy lên trên Firebase để chạy, chạy online, chấm bài online trên đấy luôn. Cùng xem nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà sau khi tải về thì thằng Stack Blitz thì chúng ta sẽ đẩy lên trên, deploy lên trên thằng Firebase nó sẽ như thế nào. Thầy xem màn hình như thế này.
Ok. Rồi. Đầu tiên là sau khi tải về nhá, đây là source code này, tải về nó không có cái gì cả. Thì các bạn sẽ phải open nó ra bằng Visual Studio Code. Rồi. Tôi sẽ bật cái terminal lên. npm i để cài đặt project đã, cho nó chạy đã. Tôi tạm thời dừng lại nhé, trong thời gian chờ đợi. Rồi, như thế là thầy đã cài đặt rốt lại con nữa. Đó. Như thế đấy, thầy đã cài đặt xong thằng tất cả package ở trong file package.json rồi. Bây giờ thầy tiếp theo là thầy sẽ phải chạy được cái thằng ngs, nó chạy được cái thằng project này đã. Xem nó có báo lỗi gì không. Rồi, đang báo lỗi thằng product, không thể tìm thấy product này. Control kích vào đây. Đó, interface này nó không tìm thấy interface này nhá. Rồi, cái xóa này, viết thay ngay. Product, enter, đó, xếp lại. Rồi, như thế chúng ta chạy thành công rồi. Tiếp theo là bật localhost 4200 lên để chạy kiểm tra. Rồi ok, đây là cái project demo. Hiện tại là chạy đúng rồi. Giờ chúng ta tiếp theo là tạo một terminal mới. Và mình sẽ build cái bản này ra một bản product ng build. Từ trừ product. À, do nó không có cái folder tải từ trên thằng tải trên từ stack clip nên ra là không có cái folder environment, thì các bạn vào một cái project nào đó demo khác, các bạn copy vào đây đó. Rồi bây giờ build lại. Cái này đáng mặc định khi mà mình cài trên Visual Studio Code thì nó có phải có sẵn rồi cơ. Do mình dùng stack stack lead đâm ra là. Rồi lại báo lỗi tiếp là có thằng hello component này đang ở vứt ở bên ngoài. Rồi mà không dùng. Xóa đi. Bạn nào không có file hello thì cũng chắc là không có lỗi lầm gì đâu. Chờ đợi một chút thì nó build ra một cái bản product chúng ta. Hiện tại chúng ta đang vận code như này trong bản bản phát triển. Ok, như thế chúng ta đã build thành công. Rồi reload lại project cái nào. Đó, thì các bạn thấy nó build ra một bản là bản gì? This, order this. Đấy, tất cả nó build file lại. Đây là bản product của mình. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến cái file ở bước tiếp theo. Đầu tiên là các bạn sẽ phải gì? Dụ thầy log out thằng này ra. Các bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản nhé. Đăng ký tài khoản, sau đó login vào trong tài khoản này. Rồi các bạn cho file space login. Đấy bước đầu tiên. Thì do thầy đang
bạn nhé. Chứ phải gì? Dụ thầy lock out thằng này ra. Các bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản nhé. Đây, đăng ký tài khoản, sau đó login vào trong tài khoản này. Rồi các bạn cho file space login. Đấy bước đầu tiên. Thì do thầy đăng nhập rồi, đâm ra là nó mới báo như thế này thôi. Còn nếu giả dụ như các bạn chưa đăng nhập ấy, thì nó sẽ tự động nó bật lên một cái cửa sổ để cho các bạn đăng nhập vào thằng file space đấy. Và sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ thông báo như thế này. Tiếp tục là chúng ta sẽ có file space init. Rồi. Chúng ta sẽ chọn là cái hosting này, ấn dấu cách space. Rồi enter. Rồi, trong đến phần này nó sẽ cho nhiều option, một là cái dự án của bạn nó có sẵn rồi, hay là các bạn tạo một dự án mới ở trên thằng file space. Thì thầy cứ back lại để tạo cái này nó nhanh. Đấy, ví dụ như là để xóa cái này nhá. Đấy, cái demo này. Demo PP14301 như là. Rồi, continue. Select vào tao. Create project luôn trên này. Đây thầy đang chọn cái lựa chọn nào đầu tiên nhá. Là nó có sẵn. Sẵn project. Rồi, ok, project được tạo. Rồi rồi thầy sẽ vào phần này. Thầy chọn cái thằng đầu tiên là có sẵn project này. Đó. Thì các bạn thấy là gì? Để mua Angular đâu? Đây đúng không? Đây, ấn phím lên phím xuống này. Enter. Đó là bạn sử dụng cái file public directory, à cái folder nào? Thì chúng ta sử dụng folder disk. Disk. Đúng không? Rồi config single page app override lại không? No. Rồi sau khi các bạn init được rồi, một file thông báo, một file config có hình rồi, thì các bạn sử dụng file space deploy. Đang upload file này. Rồi. Sau khi upload file xong thì nó sẽ có một đường link này. Open. Rồi các bạn bật cho trình duyệt khác. Ấn danh đi, xem nó như vậy thì không. Và chờ chút. Như thế là đẩy nhầm. Demo. Folder demo, this folder demo. Config lại thằng này. Thằng này. Rồi thầy chỉ sửa một chút rồi nó disk rồi đến cái gì demo. Lốt lại sẽ có một file base giống như sơn này và chuyển ra để ngồi. Đây vào trình duyệt ẩn danh thì nó không lưu cách nữa. Các bạn thấy nào? Thì nó lên được website mình rồi đúng không? Rồi, ok.
Hay phết không ạ? Làm thử xong rồi đẩy lên trên cái Firebase hosting đấy thì chúng ta đỡ phải phụ thuộc vào thằng Stackblitz. Thực ra code trên Stackblitz các bạn thấy là nó khá là có vấn đề đúng không? Nó chúng ta kiểm soát code nó không được tốt lắm. Do đó thì nếu mà được thì chúng ta nên làm project và đẩy lên trên thằng Firebase kia thì tốt hơn. Được chưa? Thì các bạn về làm thử nhá, làm thử, tôi cũng sẽ làm thử để tôi xem là các vấn đề nó có thể xảy ra với cái project của chúng ta nó sẽ như nào. Sau đấy là chúng ta sẽ từ sau chúng ta nộp bài gì hay làm gì chúng ta làm trên máy của mình thôi. Sau đấy là đẩy code lên trên thằng Firebase deploy thì nó sẽ cảm thấy là tôi thấy là nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều nhá. Còn cái phần chúng ta đang dở ấy là custom validator ấy thì tôi sẽ ngó và tôi sẽ sửa, tôi sẽ giảng cho các bạn trong buổi tới nhá. Về kiến thức thì chúng ta cũng chỉ còn một vài phần nữa thôi. Ví dụ như là validator, custom validator, mà bên cạnh đấy nữa là chúng ta còn có thêm thằng những cái thư viện. Ví dụ như là tôi sẽ hướng dẫn một vài cái thư viện như ng bootstrap hay là một vài cái thư viện tôi thấy ở trong thằng core, thằng này thằng core UI này nó rất là hay. Đâu nhỉ? Đây core UI này, tôi thấy nó có những cái thư viện rất là hay. Chúng ta có thể sử dụng được thì tốt. Vẫn lỗi thầy ơi. Lỗi gì? Vẫn lỗi như nãy. Lỗi như nãy là lỗi gì? Bố nhớ. Để em xem. Đây này. Thế à? Lỗi mẹ gì nhỉ? Từ nha, từ nha, xem nào. Chịu chết luôn. Để tôi tải thử bài của em về nhé. Vâng, đây. Thông tin như này, thông tin như này thì em tạo ra một cái project mới của Angular ấy. Xong em copy source code em vứt vào. Em có lại rồi mà. Em có lại mà. Hôm qua em cái bài cũ em có lại rồi mà. Nhưng không được. Không được. Đây là bài mới em này. Rồi ok, để tôi thử tải về xem nào. Linh em gửi tin nhắn thấy đâu. Tải xuống nhá. Đây đúng không? À thấy set timeout login kiểu gì này? Set timeout login. Set timeout làm gì? Thằng Hâm này. Tại sao lại phải set timeout cho việc login? Cái thằng Google login này em log thỉnh thoảng nó hay bị lỗi gì? Nó cứ bot message cái đấy gì? Ai biết? Đây tôi phải nhìn thấy lỗi rồi mới sửa. Cái lỗi sâu vậy. Công nhận Angular này cài lâu thật.
Rồi, chạy thử nhá. Ừ, lỗi. Rồi, làm gì? Đây, sớm. Đây, build được đây. À, tí nó lại cái not get đấy. Đang lỗi này. Làm lỗi gì? Cái stack blitz này kiểu gì ấy? Trước em đào mấy cái về nhưng mà toàn lỗi rồi. Ừ. Để xem. Cái nào chạy được trên local. Em đang nhìn cái co đấy nó sai. Cái bộ co của này sai. Vâng. Ở local mình thì nó nếu mà nó chỉ dùng 3 chấm như thế này. Nó lại 10 chấm. Cái bộ co GS của này sai rồi. Chúng ta hầu như là tìm cái co GS mới nhất. Còn thằng này thì nó đang đang dùng bản cũ. Thế vậy thì các em làm như này nhá. Đây tôi hướng dẫn luôn này. Đây, chúng ta sẽ tiến hành là CD. Hay ví dụ như tôi sẽ tạo ra một cái project mới, ng cách tạo mới là gì nhỉ? Ng cách new, ng new cách đạo này, thì đạo nhỉ? TQ, đạo TQ. Yes đi, CRS. Giờ lại ngồi cãi lại từ đầu này. Cài một project mới xong copy code chính của mình vào. Hiểu không? Em sợ cái thằng load module nó không nhận được ấy. Liên quan gì? Nếu code được, nếu có code thì chạy thoải mái. Đây này, em chỉ copy cái nội dung ở trong phần app này vào thôi. Hiểu không? À vâng. Còn asset này em gần như không biết gì đúng không? Có mỗi hai cái file có. Thả hai thằng này vào. Hiểu chưa? Vâng. Em thay thế luôn nội dung của cái project mới này là được, chứ có gì đâu. Vâng, để em thử nhé. Xong rồi em đẩy lên Firebase là mà chạy, thế là sao? Hiểu vấn đề chưa? Rồi. Nhá, thử làm, về thử làm theo cách này xem. Vâng, để em thử. Ừ. Tôi nghĩ là chạy được, chứ có gì đâu, tôi cũng sẽ phải làm lại để tôi đẩy lên trên Firebase. Thằng này hơi SIDA. Rồi ok, chúng ta điểm danh nhá. Nói chung là đến giờ này là các bạn đã có thể làm xong được cái bài assignment kia rồi. Còn lại những cái phần sau, buổi sau chúng ta chỉ học nâng cao thôi. Xem áp dụng được thêm cái gì thì áp dụng thôi. Rồi, lại như cũ nha. Điểm danh này. Nguyễn Văn Hoàng. Ngọc Tiệp. Ngọc Tiệp có không? Hoài Nam. Văn Đức. Trần Văn Đức. Phan Văn Quang, Vũ Quang Huy, Đinh Văn Quang, Trần Quang Đạo. Đâu rồi? Hà Phương Nam, Hoàng Minh Hải, Nguyễn Xuân Bình, không có này, Tăng Văn Trinh. Xuân Bình ok này, Tăng Văn Trinh, Phạm Văn Nghĩa,
Lê Công Anh, Phạm Đức Trung, Bùi Hải Minh, Lê Tiến Huy, Lê Tiến Huy, Nguyễn Đức Văn Tú, không có, Vũ Hồng Quân, Nguyễn Như Quang, Phạm Long Nhật, Ích Tài, Trình Hoàng Quân, Văn Hoàn, ok này, Nguyễn Hùng Cường, Bùi Việt Anh, Phạm Trung Hiếu, Phạm Trung Hiếu có không? Lê Đức Quân, ok này, Nguyễn Thành Long, ok này, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Thị Phượng. Rồi, những bạn hôm nay tôi giao việc thì về phải đẩy scope của mình lên trên Fiverr nhá. Hôm sau sẽ hướng dẫn hỗ trợ thêm cho các bạn khác nữa. Được chưa? Rồi, ok, hôm nay chúng ta dừng lại đây thôi. Về các bạn xem cái bộ video.